Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Misthy nè. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái thử thách, đó là sẽ làm theo những gì các bạn chọn trên Instagram. Ok, hồi nãy mình có up một vài cái trước, thì hôm nay mình hỏi các bạn, đó là các bạn muốn mình đi ra đường hay ở nhà, thì có 66 người chọn ra đường và 34 người chọn ở nhà. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra đường và mình hỏi các bạn, bây giờ đang là trưa mình thì ra là 2 giờ trưa rồi. Mình hỏi các bạn, đó là ăn nướng hay ăn lẩu, thì các bạn chọn đó là ăn ăn nướng. Có đến tận 65 người chọn nướng. Và mình hỏi là mang đôi giày nào, thì cho là hai đôi giày này mình rất là thích. Hai đôi giày này, cả hai đôi thì cho là mình rất là thích. Đây, một đôi của Adidas và một đôi của Pull&Bear. Thì cho là mình thích đôi này hơn, bởi vì đôi này mình mới mua. Nhưng các bạn đã vote chọn đôi này nên mình đành phải mang đôi giày cũ. Mặc dù mình rất thích đôi kia, tại vì đôi kia mình vừa mới mua, cuối cùng mà không được mang ra được. Ok, thôi thì đi ăn nướng nào. Go! Ok, mình đã đi ra đường và ở đây rất là đông. Đang ở Takashimaya. Băng qua đường người chở mình đó chính là người yêu không bao giờ cưới. Ứng nha. Bây giờ mình sẽ đi ăn đồ nướng ở đây. Đông phết. Ok, để mình suy nghĩ tiếp về vote gì nhá. Các bạn nhớ lên Instagram vote cho mình. Về. Ok, mình đã đến Takashimaya. Bla bla bla. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn nướng ở Kyoshine. Cảm ơn các bạn vì đã cho mình ăn nướng. Thì ra là hôm nay á, đáng lẽ là mình đi ăn lẩu cơ, nhưng mà các bạn lúc mình đi ăn nướng rồi thế này. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn nướng và ở đây là thịt bò. Dẻ sườn bò. Dẻ sườn bò. Thú cha cha đủ mẹ, tự nhiên nó kẹp cái tay mình đâu á. Bên đây là vú heo. Ở đây có cả cá hồi nướng, mà khi mà mình nướng cái hồi thì mình sẽ để cái đồng hồ này hai lần hết, chạy hết cái này lần qua lần lại, giống như cá chiên vậy á, thì cá nó sâu con hay thuận gì cũng được, lần qua lần lại. Ok, thì ở đây mình sẽ ăn một miếng thịt bò, dẻ sườn bò. Và thì cái là quán này, nếu mà các bạn có xem video clip mình thì mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi. Cái lý do mình chọn quán ở đây đó là bởi vì quán ở đây ngon, cả là cứ gần công ty. Ok, bây giờ mình sẽ nướng cá như con Quyền ha. Ok, mình sẽ lật tí nữa, lật hai lần được. Để ra ngoài đây canh cái gì vậy hả? Để đây cho canh. Đây miếng mà mình đang ăn, đây là miếng ăn xong bây giờ ăn tiếp, chờ cá chín nè. Đây là món á, có nhiều quen cha rồi, ba rồi bò kinh cương của em máu hồi nãy có kêu quá nhưng mà chưa thấy em luôn. Anh ơi, cái mẹ công công này tôi gồm biết. Anh ơi, ôi bình gì. Smell good. Cái mùi cái mùi đó là cái mùi mơ đó các bạn. Cái mơ nó chảy ra rồi nè, nó chảy. Nóng. Phải tái tái vậy đó, ăn nó mới đỉnh không? Thường á thì người ta ăn cá hồi, người ta ăn cá hồi sống không mà. Nhưng mà mình nên nướng không được. Nó dính rồi nè. Em xin lại cái chén của em được không? Wow, bên này có vẻ hơi bị đỉnh nữa nha. Ăn thử nè. Nhưng mà bơ thơm quá, bơ với lại nước chanh. Hay lộn nước cam. Ooh.
bật lửa. Nóng chứ. Ok, mình đang ở môn và đang có một cái con đường hoa. Đang có một cái gì đó là có thể rất nhiều người Nhật Bản ở đây. Hình như ở đây được thử đồ nữa nè. Được thử đồ Nhật Bản luôn. Một cái vừa rồi đó là post xem thử là đi xem phim hay đi shopping thì chắc là chỉ số rất là xích sao. Hồi nãy mình còn kiểu mẹ rất là 50-50 ấy, thì cuối cùng ngay cái giờ phút mà mình đọc được cái comment mà mình quyết định là sau 5 phút thôi tại vì mình phải đi nữa, thì cái chỉ số đi shopping nó nhích hơn một xíu, chắc là tầm 10 người ấy, 51. Thế nên là ok, bây giờ mình sẽ đi mua sắm. Let's go. Ở đây là mình đang đi Hello Weekend. Ok, bây giờ mình đang có mặt Hello Weekend thì giờ mình sẽ mua một vài món đồ cần thiết thôi, tại vì thì chắc là mình có shop mà. Nhưng mà ok, mua một vài đồ như kiểu quần xì, áo vú các thứ thì mình thiếu thì ok, let's go. Ok các bạn, mình đã tìm ra được cái vật bất ly thân của mình. 120 một hộp. 4 cái, 5 cái hay 4? Cái này có 4 cái hả chị ơi? Nó bị chôm rồi. À, cái hộp dễ thương cái hộp siêu dễ thương của mình đã bị chôn mất một cái. Anh Tiêu thôi rồi, mình sẽ lựa thêm một cái nữa. Mẫu hộp 5 cái 120 á, con thủy này ha. Ok, thì ở đây các bạn thấy rất là nhiều mẫu ren dây các thứ, thì mình đã mua được đến tận 4 cái rồi. Thì bây giờ sẽ đi tiếp, không biết có nên mua vớ không. Vớ thì mình có rất là nhiều rồi. Hay là mua ốp điện thoại ta. Ui, cái hộp ốp có cái này xịn nè. Rồi có cái hộp ốp gương nữa. Để sao gương luôn. À, bên này còn có cái giày. Kính đẹp mà. Mà hôm bữa muốn mua giày rồi. Hôm bữa mua giày rồi. Thôi cứ đi tiếp đi. Rồi xem thử mua cái gì. Ok, bây giờ bọn mình đã mua xong rồi thì mình mua được một cái mền, bộ đồ ngủ, với lại là một ít quần xì, với lại một cái áo dũng. Thì bây giờ mình sẽ quyết định là sẽ đi về và đi uống cà phê lề đường theo những gì các bạn vote. Đi thôi. Ok, hi xin chào các bạn. Bây giờ là tối và đang là trễ giờ stream rồi, nhưng mà không sao, mình đang ở hồ con rùa. Thì ở đây theo những gì các bạn muốn là mình muốn uống cà phê lề đường, thì chắc là mình nghĩ là nên đổi lại trà sữa các thứ ở lề đường thì cũng ok. Thì ở đây có rất là nhiều quán treo những cái biển như này đấy. Bây giờ chờ đem đồ ra ha. Ở đây là ánh sáng đẹp nhất. Bây giờ chờ đem đồ ra ha. Đây, quán mình ngồi, quán các em nhân viên dễ thương, em đâu mẹ rồi. Đây, đây nè, em đang bận đi chào khách rồi. Đây là dàn nhân viên dễ thương nè. Đây là quẹo qua cái cho người ta. Đây, em nhân viên dễ thương, các bạn có thể ra gặp được anh đẹp trai, em đẹp gái, cái thứ. Anh đẹp trai. Biết đâu ra bên này nữa cũng là người thôi bớt đi. Chủ quán. Ok. Chủ quán thấy dám, nếu các bạn nào biết. Đây là cái gì em quay rồi. Vải chanh lài hạt nát. Ôi cái này ngon nè. Cái này như kiểu nước trái cây ấy. Thì nó là nước trái cây mà đúng không? Thì cái này chắc là healthy đúng không? Có giảm cân không? Đó. Dành cho những bạn giảm cân. Mình nghĩ hôm nay mình sẽ uống cái này. Với cái kia nó ngon nhưng mà nó hơi béo á. Ở trong này để mình coi thử hạt nát là cái hạt gì nha. Hạt nát là gọi là hạt có đá phải có thôi. Đang ăn đá. Hạt này á. Trời, đủ cái hạt này là đàn cũng có luôn chị. Vậy hả? Em tưởng hạt béo gì. Cái cục. Má, cái cục mình cáo dễ sợ luôn. Nhưng mà ở đây thử tay người ta riêng mà. Con ngắt luôn á. Đắng nổi luôn á. Em ăn chung đá rồi. Đá heo, tôi đá luôn á. Nhai đi. Cục đá, cũng lắm. Tôi tưởng cái cục đó là cái cục gì. Nếu mà các bạn ra đây á, các bạn nhớ dặn là trà gì? Vải chanh lài. Vải chanh lài hạt đác, nhưng mà đác đã chín nha. Đác thì hơi sườn á. Ăn trúng cái cục thường quảng cáo dễ thờ. Ok, hồi nãy mình có để đó là ăn bánh tráng hay ăn bánh trứng, thì các bạn vote bánh tráng.
chỗ các bạn ạ. Mọi người có thể coi ra ông bánh tráng và chém gió nhìn ngắm đường phố. Ok, giờ mình sẽ cắm đi livestream kết thúc một ngày khoảng 24 giờ bằng cách livestream. Hẹn gặp lại các bạn trên stream. Bye. Ok, hi, bây giờ mình đang có mặt ở phòng stream. Làm theo kỳ event rồi thì bây giờ mình đang có mặt ở phòng stream và bây giờ mình sẽ stream đến tối nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình và bye. À quên, nhớ để lại một like và subscribe của mình. Thank you.